Xin chào các bạn đã quay trở lại với My Channel trong bản tin Daily ngày Quốc Khánh. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với các thông tin về Apple chính thức phát thư mời sự kiện iPhone 8, cấu hình chính thức Xiaomi Mi Mix 2 và Trần Anh sắp chính thức được Thế Giới Di Động mua lại. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Như vậy là dự đoán của nhiều nhà phân tích và các nguồn tin dò dỉ của Mac Daily đã chính xác. Apple vừa chính thức gửi thư mời báo chí tham gia sự kiện ra mắt iPhone mới vào ngày 12 tháng 9 tới tại khuôn viên trụ sở mới. Sự kiện ra mắt iPhone mới năm nay hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều đặc biệt. Giới công nghệ không chỉ đón chờ bộ đôi iPhone 7S và 7S Plus mới mà còn rất mong đợi iPhone 8, sản phẩm đánh dấu chặng đường 10 năm không biết mệt mỏi của Apple trong lĩnh vực di động. Những sản phẩm hứa hẹn có thể xuất hiện tại sự kiện bao gồm Apple TV, Apple Watch hay là HomePod. Theo đó, đây cũng là sự kiện đầu tiên được tổ chức trong khuôn viên trụ sở phi thuyền mới của Apple tại Cupertino, California của Mỹ. Cụ thể, sự kiện sẽ tổ chức vào khoảng 10 giờ theo giờ địa phương tại trụ sở của Apple Park. Trong thư mời gửi báo chí thì Apple không hé lộ quá nhiều điểm để giới công nghệ có gì phân tích. Tuy nhiên thì dòng chữ Let's meet at our place nổi bật trong thư mời phần nào đã cho thấy sự tự hào của Apple về trụ sở Apple Park sau hơn 3 năm chờ đợi. Biểu tượng trái táo cắn dở được thiết kế lại đa màu sắc hơn, tông màu pha được lấy làm chủ đạo. Hiện chưa rõ chủ ý đằng sau thiết kế của thư mời này của Apple. Cuối cùng thì sự kiện ra mắt iPhone mới năm nay có thể coi là sự kiện được đón chờ nhất trong năm. Năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm ra mắt mẫu iPhone thế hệ đầu tiên. Cũng vì lẽ đó, giới phân tích tin tưởng Apple chắc chắn sẽ có một màn trình diễn mãn nhãn tất cả người hâm mộ. Chỉ còn gần 2 tuần nữa, Xiaomi Mi Mix 2 sẽ chính thức lộ diện. Một nguồn tin mới đây cũng đã cho đăng tải bức ảnh khẳng định là Xiaomi sẽ trình làng phiên bản thứ 2 của mẫu điện thoại cao cấp Mi Mix. Theo đó, sự kiện Xiaomi Mi Mix 2 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 tại Trung Quốc, chỉ sau sự kiện của Apple một ngày. Mới đây, cấu hình của siêu phẩm này đã bị rò rỉ trên cho thấy là Xiaomi Mi Mix 2 sẽ có màn hình lớn 6,2 inch, độ phân giải 2K Quad HD, nhỏ hơn phiên bản tiền nhiệm một chút với 6,4 inch. Và chắc chắn màn hình này sẽ có diện tích hiển thị ít nhất tương đương thế hệ đầu với khoảng 84%. Máy sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 836 mới nhất cùng với bộ nhớ trong lên tới 256GB. Đây sẽ là phiên bản nâng cấp nhẹ của con chip Snapdragon 835 đang có mặt trên nhiều mẫu điện thoại cao cấp hiện nay. Giống với Mi Mix thế hệ đầu thì Mi Mix 2 sẽ sở hữu viên pin có dung lượng lớn lên đến 4.400 mAh. Tất nhiên là sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có thể là Quick Charge 4.0. Xiaomi Mi Mix 2 sẽ được cài sẵn hệ điều hành Android 8.0 Oreo vừa được Google giới thiệu chính thức với giao diện MIUI phiên bản 9. Theo nguồn tin từ công ty cổ phần Thế Giới Số Trần Anh, ngày 31 tháng 8 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông của công ty này đã thông qua việc công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu công ty cổ phần Thế Giới Số Trần Anh, mã là TAG, dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29%. Cụ thể, số lượng cổ phần tham gia biểu quyết là 24.190.368, trong đó tán thành là 24.139.890 và không tán thành là 14.565 và còn lại 35.913 là không có ý kiến. Phía Trần Anh cho hay là số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85,727%. Đại hội đồng cổ đông Trần Anh cũng thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29%. Trần Anh cũng thông qua thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện là ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do hủy niêm yết tự nguyện là tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu công ty. Sau khi hủy niêm yết, công ty sẽ mua lại cổ phiếu của cổ đông có yêu cầu làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của công ty và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Hiện tại, phía Trần Anh vẫn chưa công bố cụ thể về số lượng cổ phần bán ra cho Thế Giới Di Động. Vậy là thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Daily của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin Daily tiếp theo.